quý vị, chỉ cần nhập bằng số điện thoại cùng với mã của người giới thiệu là có thể đào được đồng tiền ảo P ngay trên điện thoại smartphone mà không cần dùng đến laptop. Cơn sốt Bitcoin đã châm ngòi cho hiện tượng đào P tại Việt Nam. Thế nhưng mà liệu giấc mộng đào tiền số này có toàn màu hồng hay không? Tờ Đầu Tư sáng nay chỉ ra nhiều điểm đáng ngờ trong mô hình này. Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng trước hết điều mà chủ dự án P có được là thông tin cá nhân của 13 triệu người dùng tính đến thời điểm hiện tại. Với lượng người dùng này thì họ có thể kiếm tiền không hề khó, đồng nghĩa với việc người đào P có thể sẽ mất thông tin cá nhân. Tiến sĩ Tuấn cho biết thêm, P Network hiện không có chút giá trị nào vì mã nguồn đóng, tiền đào ra chỉ được lưu trên điện thoại người dùng hoặc là trên máy chủ tập trung. Một khi được lưu trên máy chủ thì người quản trị có toàn quyền thay đổi, tạo ra bao nhiêu tùy thích. Và dần dần thì hệ thống P Network có thể cho ra sàn giao dịch P mà giá tăng lên hàng ngày. Người dùng sẽ được khuyến cáo là trả thêm một ít tiền Việt thì sẽ mua được rất nhiều tiền P. Đó là lúc người chơi bị rút tiền. Và cuối cùng cũng xin được nhắc lại, tiền ảo không được cấp phép là phương tiện thanh toán của Việt Nam. Khi mà có tranh chấp xảy ra thì quyền lợi của nhà đầu tư sẽ rất khó được bảo vệ.